cái khôi hài với anh nên dẹp một chỗ khác đi để con cháu với anh đi học thoải mái. Bất xã hội. Trong tương lai con cái anh nó có giỏi thì nó mới về nó tương tác với bên Việt Nam thì được. Còn mấy anh mà cứ tiếp tục như vậy thì con cái các anh nó hoàn toàn nó bị mỹ hóa. Nó sẽ không có một cái cơ sở gì để nó về Việt Nam để nó làm những cái gì như, như người dân Việt Nam đang làm. Nếu họ muốn giúp ích nước Việt Nam thì họ phải có sự thay đổi, phải thông cảm cái đời sống của người dân Việt Nam ở tại Việt Nam. Thì lúc đó họ mới hiểu cái sự cố gắng của nhà nước Việt Nam để đem nước Việt Nam đến, đến ngày hôm nay. Chứ bạn đừng có nhìn cái mơ hồ ở cái nước xã hội nước Mỹ này và nghĩ cái đó là của bạn, không có đâu. Cái đó là của người ta, cái phải của bạn. Cái đó là bạn phải hiểu. Khi mà nhà nước Việt Nam đã tạo được một nền giáo dục tốt, con em Việt Nam đã thắng những giải Olympic thi đua với thế giới, chứng tỏ nước Việt Nam đã tiến triển rất là tốt đẹp. Bạn phải có một cái nhìn trung thực, phải ca ngợi những đứa bé, những con em trẻ Việt Nam nó thắng giải như vậy. Tôi chưa bao giờ thấy một cái tờ báo nào ở bên Mỹ này, media nào nước Mỹ này, FVPN nước Mỹ này, ông Hoàng Minh Quân này tuyên bố là Việt Nam có những thanh niên trẻ, con cháu của mình nó đạt được Olympic để ca ngợi nó cả. Mà chỉ thấy mấy ông quay mặt về những đứa trẻ nó đã làm nước Việt Nam có danh hào hùng, đã thắng giải, đã được giải vàng, giải đồng, giải bạc trong những chương trình khoa học, toán học ở thế giới. Mà tôi thấy cái đó là một cái nhục nhã khi mà chúng ta quay mặt lại về quê hương của chúng ta. Cái đó các anh hổ thẹn quay mặt đi, các anh có những cái ngày lễ Việt Nam Quốc Khánh, các anh quay mặt, các anh không dám nhìn nhận đây phương trời xa miền Nam, ở phương Đông nước Việt Nam đang ngạo nghễ ở phương trời đó. Mà các anh quay mặt, những cái ngày lễ đó là mấy anh quay mặt, không một, một cái đài TV nào dám nhắc tới cái đó. Ngay cả những cái chiến công U23 đá banh chiến thắng, không một, một đài nào, FVPN, đài TV, radio nào, báo nào mà dám đăng cái hình ảnh chiến thắng của những đứa trẻ Việt Nam thắng cái trận đá banh. Tại vì áo cờ đỏ sao vàng, cái, sao mà ai đang ăn. Cái quay mặt của mấy anh đó là sự hổ thẹn. Cái đó là cái hổ thẹn của mấy anh không dám nhìn nhận lại con cháu chúng ta đã tiến triển như vậy. Ở nhà nó đúc đầu vô cái lu cho nó đỡ mắc cỡ. Cái đó là cái khôi hài, nhưng mà cái buồn cười là gì? Tôi thấy những đứa trẻ nó lên TV, nó thấy Việt Nam thắng, nó mới 5-6 tuổi, nó la lên Việt Nam thắng, Việt Nam thắng. Thì tôi lại thấy mấy ông bố mẹ của ông Việt Nam này, khuyên mày im đi, mày im đi. Không dám nói là Việt Nam thắng, mới kỳ lạ, cái đó một cái khôi hài. Và đây cũng là một sự thật tôi nói nha. Khi mà những đứa bé nó coi, nó thấy lá cờ đỏ Việt Nam, đỏ sao vàng Việt Nam thắng, nó la lên Việt Nam thắng, Việt Nam thắng á. Thì mấy ông chú, mấy ông bác nó ngồi coi TV mà thấy nó la lên là bảo mày im đi, mày im đi. Đã chối bỏ cái sự chiến thắng của những đứa trẻ Việt Nam, nó đã quanh vùng chiến thắng. Như vậy là gì? Các anh đã quay mặt lại với Tổ quốc chứ không phải là Tổ quốc quay mặt với các anh. Các anh phải cư xử lại để nhìn lại chính các anh cư xử lại với đối đất nước các anh. Mình, anh cho mình nói một câu, chuyện không phải nhà, một nhà, hai nhà. Thì chiến tranh, sau khi chiến tranh chấm dứt thì nó để lại những cái hệ lụy. Thì ở Việt Nam có hai cái hệ lụy bây giờ cũng còn, là bom mìn chưa nổ và chất độc da cam. Muốn hay không muốn, thích hay không thích thì cũng phải đối diện, phải sống với nó và làm việc với nó. Người Việt Nam mình ở bên này, mặc dù không phải đối diện với bom mìn chưa nổ, căn bản là như vậy, họ cũng phải sợ cái chuyện đó. Chất độc da cam thì cũng rất là ít, tại vì nó chỉ có trong người thôi chứ nó không có trong đất. Thì căn bản là mình ở đây mình có một cuộc sống yên bình. Thì nhưng mà chiến tranh bao giờ nó cũng hệ lụy của nó để lại trong lòng anh em mình ở đây, trên những báo, những đài, những tâm hồn rất là kỳ cục, những cái sự suy nghĩ, những hận thù vô lối, những cái lời nói tục tĩu, những hành động ngu xuẩn khi làm việc về Việt Nam đấy. Tôi cứ ngồi tôi quay tôi nghĩ mãi về những người Việt kiều mình ngoài này, nhiều chứ không phải ít, rất nhiều. Đến bây giờ, đến khi tôi về Việt Nam,
Tôi nhìn Việt Nam phải đối diện với bom mìn chưa nổ của chất độc da cam, họ phải đối diện. Thì bên này, vì lý do này hay lý do khác, anh em mình ngoài này cũng phải đối diện với cái hậu quả của chiến tranh, là anh em mình cấu xé lẫn nhau, bạn bè mình tiêu diệt lẫn nhau. Tôi nghe anh Song Phạm kể chuyện, tôi không lấy gì làm ngạc nhiên cả. Và như vậy, đó là một điều rất là vô phúc cho chúng mình. Tại vì đáng lẽ ra là mình không phải làm cái việc đó, đáng lẽ là mình không phải đối diện với cái đó. Nhưng mà tại vì những thế hệ trước của quý vị, rồi nó xảy ra mấy ông báo đài này, thành thử ra quý vị bao giờ nó phải mang cái chứng tích của chiến tranh. Tại vì có chiến tranh thành mới thù hận như vậy. Đến bây giờ mình vẫn còn tổ chức một cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Đó là một cái điều mà rất là, chẳng thà ông Mỹ trắng, chẳng thà ông... Ông làm đi. Ông Mỹ đen, chẳng thà ông Mỹ mễ. Ông muốn đánh nhau Việt Nam thì ông tiếp tục, cứ tiếp tục đánh. Mình đánh nhau là đánh nhau ở Việt Nam quá nhiều rồi. Người Mỹ đã qua cơn đó rồi. Nhưng mà thưa anh, nhưng mà ông Mỹ chắc là xong rồi. Thì thế, đã không muốn đánh nhau nữa. Bây giờ chỉ còn lại mấy cái ông Mỹ vàng. Ông Mỹ vàng. Cả ngày đánh nhau. Ông Mỹ ra vàng. Mà tôi làm tôi biết này, thằng cha nó đánh thua trận nó bao giờ cũng phục thù. Đúng rồi. Mà nó càng hết hơi thì nó càng phục thù khỏe. Tại vì nó biết là nó không có làm được gì tất cả. Cả ngày nó ngồi nó phục thù thôi. Hồi sáng anh mới mình mới nói chuyện không được. Nói vào trong cái microphone. Tức là theo ý anh, tức là nó phục thù để trước khi rồi nó nắm chắc mắt nó chết. Ý đại gái vậy. Rồi, như vậy đây được rồi anh. Xin lỗi không, để mình nói chuyện tôi. Anh Yêu Phương. Hồi nãy bây giờ, hồi nãy tới giờ quý vị nói qua nói lại, nhưng mà tôi nghĩ cái ngày đó không còn bao lâu nữa đâu. Chúng ta đây rồi, tới cái tuổi mà chúng ta nuôi nhiều hận thù quá, chúng ta buôn bán hận thù, chúng ta nuôi nhiều hận thù, chúng ta sống bằng cái quá khứ vàng son giả tạo, chúng ta không còn bao lâu nữa. Rồi đây đất nước sẽ đi lên, các cái thế hệ mới bên này, dù là hậu duệ hậu gì, các ông cố nhồi nhét cho nó để nó mang cái tư tưởng các ông đi tới về sau, nhưng mà cái đó các ông không có bao, không bao giờ có đâu, không bao giờ có đâu. Cái đám trẻ bên đây nó thiết thực lắm, nó biết thế nào là thật, thế nào là giả. Nó không có mang vàng mang thắt, mà đeo vàng đeo thau mà nó nói là nó đeo vàng. Các ông đừng có nghĩ rằng cái ngày đó nó không bao xa đâu. Hãy nói một cách dí dỏm mà chơi như cái mẹ chúng ta ở đây, chúng ta lo chúng ta chống gậy còn không xong, ở đó mà chống cọc. Mình rất là đáng tiếc. Tôi đang nghĩ là còn đề tài đấy không thôi. Tôi tính nói riêng về cái chương trình mà ở bên Mỹ dạy về phonics, okay, linguistics của bên Mỹ. Khi dạy những đứa trẻ Việt Nam ở bên Mỹ học tiếng Anh, họ đặt những cái syllable và cái consonant, tức là nguyên âm và phụ âm, để họ ghép vào, họ phát âm và họ biên. Đây là những phương pháp nó gọi là phonics, nó dạy những con em của Việt Nam ở nước Mỹ này tiếng Anh cách đây khoảng mấy chục năm rồi. Thì những cái phương pháp này nó đem cả những hình ảnh, hình vuông, hình tròn, hình tam giác để nó đối chiếu những ngôn từ đó để nó dạy các em. Và khi mà nó đặt những cái hình vuông, hình tròn, hình tam giác đó để nó phân biệt cái câu văn trước mặt nó, rồi sau đó nó nhìn vào đó, nó thấy những cái ngôn từ giống nhau thì nó để cùng một hình như hình vuông hoặc hình tròn, hình tam giác. Khi mà bỏ cái đó ra, khi mà để cho đối chiếu cái câu văn ở trước mặt nó và cái hình thù, hình vuông, hình tròn đó để các em hình tượng nó dễ. Rồi sau đó họ dạy cho các em cách phương pháp để nó nhớ cái chữ đó. Thành ra khi họ bỏ cái ngữ vựng ở phía trên đi, họ để lại cái hình vuông, hình tròn, hình ngôi sao, thì các em đọc được cái chữ đó để cho em hình dung, nhớ được cái ngôn từ đó. Nó dạy cách memory, cách học để tạo cái em bé vận động để các em dáng nhớ những cái chữ từ chữ đó. Thành thử ra bây giờ tôi thấy ở Việt Nam ông giáo sư Vũ Đại đang dạy cái phương pháp đó. Cái này không có gì mới, cả thế giới nó đã sử dụng cái ngôn từ phonics linguistics này để nó dạy tiếng Anh rồi. Có mình học mà họ đồng nhất, họ dạy, họ có đặt ra những tiêu chuẩn chữ nào nó cần phải có, những tiêu chuẩn nào họ cũng xác định. Thành thử ra cái ngôn từ của họ nó thống nhất như vậy, để những đứa trẻ nó học tiếng Anh nó đồng nhất, nó hiểu. Chẳng hạn trong tiếng trong những bạn nhìn vào cái cuốn sách Bible. Cuốn sách Bible từ thời 1760 mấy khi mà đem qua Hoa Kỳ mà dạy,
cái ngôn từ anh văn đó và cái ngôn từ anh văn ngày hôm nay nó hoàn toàn khác nhau, nó thay đổi theo thời gian và nó làm ngắn gọn tốt đẹp hơn, và họ dùng những cái phương pháp khoa học để họ phân định cái chữ đó, họ khẳng định, để cái nhà bác học họ ngồi nghiên cứu, họ khẳng định cái ngôn từ đó, họ xác định, họ dạy. Ở Việt Nam chỉ có ông Vũ Đại ông nói về vấn đề này, và tôi nói thẳng ra các bạn ở Việt Nam hãy để cho những nhà chuyên môn nghiên cứu họ đặt ra những cái luật lệ để con em học chữ Việt cho nó nhanh chóng, nó hiểu lẹ mà nó giản dị, hơn là chúng ta không biết gì hết, chúng ta nhảy vào cái lãnh vực mà bố mẹ và những người không có chuyên môn vào trong ngành này mà nói về cái ngôn từ này, nó trở thành cái chống đối nhau trên cái mạng xã hội này, nó không có tốt đẹp. Và tôi chỉ biết chắc chắn cái ngôn từ phonics language này nó đã dạy ở Hoa Kỳ 20 mấy năm này, con của anh Peter cũng đang học, và con tôi hồi xưa nó cũng học, và họ học như vậy để họ tự độc lập, họ có thể phát âm cái chữ tiếng nói ra nó thuần nhất cho bất cứ người học sinh lớp 1, lớp 2 khi họ cần phải đọc những ngôn từ đó. Cách dạy đó là phương pháp khoa học chứ không phải là dạy thuộc lòng. Cái hồi xưa mình học theo chế ABC á, mình lấy từ tiếng Pháp. Đúng rồi. ABC nó để nó dán, nó phụ, nó ghi âm cái tiếng Việt. Nhưng mà cái ngôn từ tiếng Việt của mình khác, thành ra mình đẻ chứ A, Á, Ớ, rồi giống ngã nó nặng chỗ Việt, là để theo cái sự phát âm, để ghi ký lại những phát âm của người Việt. Thành ra nó có những cái đó. Người Mỹ và người Anh, người Pháp họ không có cái dấu giống ngã, giống nặng, cái dấu sắc, dấu huyền như tiếng Việt Nam mình. Đó là cái sự khác biệt. Với hai nữa, mình học theo cái ABC là mình học theo cái văn hóa của người Pháp, nó đặt ra là ABC. Và từ cái văn hóa đó mình đọc chữ ba, bờ A ba, thì mình phải có bờ A ba nó thuận tiện, chẳng nó lên đỡ chữ bờ A ba hoặc như là ca, ca nó giống, nó sắc, nó đi lên rồi chứ A nó bằng. Mình nếu mình dịch theo tiếng Việt phương pháp thì là cờ A ca nó dễ chứ chẳng lẽ ca A nó mình đọc là ca như vậy, cái phát âm nó khác trái chiều đi. Thành thử ra cái phương pháp của ông Vũ Đại chắc chắn nó phải giản dị và nó rõ ràng hơn, nó đi tìm con đường nó rõ ràng để nó ghi âm tiếng Việt cho nó rõ. Nhưng mà cái công ước của chữ viết nó phải là giống nhau, không có gì khác biệt. Tôi thấy cái video của ông Nam đó, ông nói trên Facebook, ông cho người ta thấy cái hình tượng đó, và cái em bé cũng giải thích là tại sao em bé có cái chữ đằng trước và những ngôn từ hình vuông, hình tròn, hình tam giác nó khác nhau ở phía dưới. Đó là một phương pháp để em nhìn cái tựa hình để em dán nhớ cái từ ngữ em học, và cũng để một hình thức để các em nhớ cái chữ viết như thế nào, em nhớ được, nhìn vào cái hình tượng để em các em dám nhớ, học cái phương pháp để dám nhớ cái chữ ngữ, từ ngữ đó. Cái phương pháp của ông Vũ Đại không có gì sai. Vậy là phải hoan ông Vũ Đại. Thực chúng sự ta là, phải ủng hộ để chúng ta nên Đại ủng tiếp hộ cái chương trình. Chúng ta nên ủng hộ cái gì nó đã được nghiên cứu khoa học. Đúng rồi. Nó đưa đến cái sự thay đổi. Tiến bộ nó nhanh hơn là chúng ta học những cái gì mà chúng ta không biết. Nếu bậc bố mẹ hồi xưa chưa học những cái phương pháp mới thì có thể bậc bố mẹ nó cảm thấy hơi khó khăn một chút xíu. Nhưng mà nếu chúng ta để ý một chút xíu, chúng ta sẽ thấy nó là rất là khoa học, chứ không phải là nó con đường giật lùi đi học những tiếng Việt mà không ai biết hết. Tôi chỉ nói một cái kinh nghiệm sơ của tôi ở cái nước Mỹ này. Người ta học cái chương trình phonics language nó có từ lâu, và những đứa trẻ học tiếng Anh nó rất là nhanh để nó thu gọn, để nó hiểu cái ngôn từ và nó nhớ. Đó là những cái mà người ta đã nghiên cứu rồi, chứ không phải là chỉ có một hai ngày người ta nói người ta đem ra. Còn cái vấn đề về buôn bán, trong vấn đề sản xuất sách buôn bán này nọ, vấn đề về đầu tư, vấn đề ra làm, đó là cái chuyện nó đã được nghiên cứu và nhà nước cũng đã thi hành ở vài những thành phố ở nước Việt Nam rồi, không thấy cái gì là trở ngại cả. Và có nhiều con em đã học thành tiếng Việt rất là nhanh chóng và đã thành công. Và tôi hy vọng mình đi con đường đi, mình đi tìm đến những cái gì ngắn gọn, giản dị mà nó dễ để con em học, nó dễ thành đạt. Cái tiếng Việt từ thời ông Alexander Roth, ông nói tới tiếng Việt ngày hôm nay nó đã biến chuyển, nó thay đổi qua bao nhiêu thời kỳ. Chẳng hạn như thời Tây, ông Tự Lực Quan Đoàn đã sử dụng những ngôn từ của họ phát minh ra, họ đọc theo cái ghi chú, theo cái ghi âm của tiếng Việt, và họ đọc thành tiếng, nó khác hẳn cái tiếng Việt mà ông Alexander Roth
đã nói tới, đó là một cách sự khác biệt giữa tiếng Việt và của ông, của từ nhóm Tự Lực Văn Đoàn và tiếng Việt của ông Alexander Roth, nó có sự biến chuyển thay đổi theo thời gian. Và những nhà văn của Việt Nam đã đóng góp rất nhiều trong vấn đề và cải cách cái tiếng Việt và làm cho nó dễ dàng và nó hiểu, nó giải diễn tả những ngôn từ nó dễ dàng, nó tốt đẹp hơn. Đó là những cái thời Việt Nam mình hồi xưa đó, chỉ đợi những nhà văn phát minh ra những ngôn từ mới rồi còn người ta đọc sách đọc báo người ta bắt chước. Tại vì từ xưa nay cái chữ mẫu từ ABC đều lấy từ tiếng Pháp chứ không phải ghi âm từ tiếng Việt Nam. Tiếng Việt Nam bắt đầu ghi âm là học từ phương Pháp khi mà cộng sản chiếm đóng thống nhất nước Việt Nam thì nó mới tạo ra cái phương pháp đọc tiếng Việt ngày hôm nay. Nhưng cũng cái tiếng Việt ngày hôm nay chúng ta cũng phát triển và đi đến thêm một bước nữa để cải tiến nó, làm cho nó tốt đẹp hơn. Đó là cái phương pháp của ông Vũ Đại, ông đã nói cái phương pháp này để học cho nó nhanh, gắn gọn và nó phát âm chính xác và tập cho đứa bé nó biết cái trí nhớ của nó học nó nhớ nhanh cái ngôn từ đó. Đây là một cái bức xúc của tôi nói lên cái này. Nhưng mà tôi biết chắc chắn là cái học tiếng Anh theo cái phương pháp này nhiều con em Việt Nam sẽ thành công. Nó đã học, nó hiểu, nó thành công rồi. Mà buồn cười, mấy ông Việt Nam ở bên Mỹ này đã lấy cái tiếng nói Việt Nam của ông Vũ Đại ra chửi bới Việt Nam. Nó bây giờ nó tung hê tiếng Việt, nó đem ra ngoại lai, nó dạy tiếng Việt, nó làm con dân Việt Nam bù chữ ngu đi. Đó là mấy bố mẹ của người Việt ở bên Mỹ này không theo dõi con cái học. Nếu mà theo dõi con cái học thì sẽ biết là con cái Việt Nam học cái phonics, là cái phonics linguistic language đó là tiếng học, ngôn ngữ học đó. Nó ghi âm và nó phát âm ra tiếng Anh mà con cái của người Việt Nam học ở nước Mỹ này họ đã từng học cả mấy chục năm nay rồi. Từ vì các vị không ngồi chung học với con cái của quý vị, thành ra quý vị không biết là cái ngôn từ này nó đã được dạy và nó đã được nghiên cứu và nó đã thành công cả chục năm nay rồi, chứ nó họ không còn nói là nghiên cứu nữa, họ sử dụng nó như là một cái ngôn từ phát triển hoàn toàn rồi và họ chỉ việc học thôi. Chỉ có một số người ở bên Mỹ này, chắc có lẽ một số đông những con em và đã thành công ở nước Mỹ này, họ đã học cái phương pháp này và họ đã thành công rồi. Và chỉ có cái đám Việt Nam Cộng Hòa xưa lấy cái cơ hội này để đem ra chửi bới, nhạo báng, gửi chửi, nói là cái tiếng Việt Nam này bây giờ tụi Việt Cộng nó đem ra nó múa me múa máy, nó nặng tới nặng lui, không, nó đem cái hình ảnh nó cái tiếng Việt Nam này nó học theo tương lối của Trung Quốc lại, Trung lại đổ, đó, đổ thừa là cái tiếng Việt Nam này học của Trung Quốc đó. Cái trò hề, cách dạy này là phương pháp cả thế giới nó dạy, nhưng phải riêng thì Việt Nam dạy, ông Vũ Đại này ông nghiên cứu, ông thấy nó thích hợp và ông sử dụng nó thôi, chứ không ai lấy cái này của thằng Trung Quốc hết. Và những người Việt kiều ở bên Mỹ này họ cứ tung hê lên nói rằng Việt Nam nó học cái chữ Việt này nó theo tựa hình của tụi Trung Quốc, cả một sự sai trái. Và sở dĩ tôi nói đến cái chuyện này là vì cái tụi đám ở Bô Sa này nó đã xuyên tạc, nó nói là tiếng Việt Nam mình nó tung hê lên, bây giờ học là học theo tiếng của tàu Trung Quốc, của tàu, ký hiệu của tàu, thành ra nó có những hình dạng, hình tròn, hình vuông, tam giác như vậy trong tiếng Việt, dạy tiếng Việt. Đó là một cái buồn cười mà tôi phải nói lên, đáng nhẽ tôi không nói cái chuyện này, đáng nhẽ tôi không nói tới. Đúng rồi, phải nói tôi đây. Nói tới là vì mấy cái ông Việt kiều, mấy ông bố mẹ của ở bên Mỹ này dạy con cái mà họ không theo dõi con cái học hành, họ chửi bới, họ cười, họ chửi bới là tiếng Việt bây giờ ăn cắp được tàu, nó cứ, cả một cứ, sự sai trái theo cái đài chống cộng, những cái đài cực đoan chống cộng ở bên Mỹ này, nó chỉ lấy một cái nhỏ chống đối ở Việt Nam là tụi nó đem ra, nó tuyên truyền, nó la lối xuyên tạc, nó nói ngày này qua ngày khác nó chửi bới về cái nước Việt Nam mình. Đó là lý do tại sao tôi phải lên tiếng. Các bố mẹ của các em ở bên Mỹ đã từng học cái tiếng phonics language này ở tiếng Anh, các vị đừng có cho cái đó là của Việt Nam, không có đâu. Chương trình này đã dạy con em, các chị, các bạn đã từng học tiếng Anh theo phonics này, cũng đem những hình vuông, hình tròn, hình tam giác ra giải thích để dạy cho các con em, các vị. Các vị đừng có nói cái này là tiếng của tàu mà dạy, ăn cắp của tàu mà dạy cho người Việt Nam. Đó là cái hôi hài mà ngu xuẩn. Và đây cũng là tiếng nói để chống lại cái tụi ba que. Tôi sử dụng lần đó tôi phải nói chữ ba que vì cái đài SPBN,
cái đài SBTN nó đem ra nó cười, thành ra tôi phải nói như vậy. SBTN. Vâng, thì bây giờ anh chúng tôi nghĩ rằng là đã đến lúc mà chúng ta tạm dừng tại đây được không ạ? Vâng, được. Và... Rồi, rồi, rồi.